là giống dưa lưới TL3. Và bên hình ngày gieo thì ngày 21 tháng 7 năm 2022 và dự kiến ngày thu hoạch là 30 tháng 9 năm 2022. Đây là giống dưa mà bên mình lựa chọn để trồng để sản xuất. Và giống dưa lưới này thì ít có tại siêu thị. Tại vì sao? Tại vì giống dưa này thì nó không quá lớn. Nó chỉ nặng tầm khoảng 1 đến 1,3 kg. Và ở trong siêu thị thì các bạn thấy là giống dưa nó nặng tầm khoảng 2 đến 3 kg. Thực chất là không phải giống dưa lưới TL3. Đây là kết quả tại sao là bên mình trồng loại nhỏ như thế này. Tại vì không phải là bên mình không biết quy trình trồng mà bên mình lựa chọn loại này. Tại vì loại này là ngon nhất. Nhưng mà chúng ta tính theo kinh tế, nếu mà chúng ta trồng với kỹ thuật như vậy, nếu mà chúng ta trồng loại khác thì nó sẽ nặng tầm khoảng 2 đến 3 kg, thì nó sẽ cho chúng ta là hiệu quả kinh tế hơn. Nhưng mà bên mình lựa chọn loại này tại vì bên mình là mục tiêu nhắm đến là mang lại giá trị cho người tiêu dùng. Khi người tiêu dùng sử dụng sản phẩm này sẽ được thưởng thức là trái dưa thơm ngon, chín ngọt và mang lại giá trị tốt nhất.